Và mang như Quỳnh mến chào cả nhà khách mến ơi, thì hôm nay ha Quỳnh có hàng loạt những cái bất ngờ để dành cho khách luôn nha. Và đầu tiên Quỳnh giới thiệu với mọi người, đây là cái lô mai dảo Thủ Đức, và số lượng của Quỳnh có là khoảng 1.000 cây luôn. Với những cái cây như thế này đây, nó đã liền cốt được 100% rồi. Khách mến thì Quỳnh ship bằng bưu điện ha, Vietnam Post. Và hiện tại thì Quỳnh cũng gửi được một số nơi ở những cái tỉnh mà không có ảnh hưởng nhiều á cả nhà. Đó, thì chiều nay Quỳnh cũng tranh thủ Quỳnh ship ha. Rồi, khách ơi thì em sẽ giới thiệu cho mọi người nè những cái cây dảo Thủ Đức tiếp theo đây. Đây cả nhà, những cái nơi mà không có chốt chặn nhiều á cả nhà, hoặc là chỉ thị 15 hoặc là ổn dịch đó, thì là Quỳnh đều giao được ha, giao bằng bưu điện nha cả nhà. Cả nhà mình an tâm ha, tại nơi thì chúng ta sẽ có được những cái cây mai để mà chúng ta chơi Tết hoặc là chúng ta chăm sóc á, cho vui ha mọi người. Rồi đây, kiểu rễ của nó là đủ kiểu như thế này nha cả nhà. Đó, đủ các kiểu như thế này. Và loại này á, nó có những cái ưu điểm như sau mọi người. Thứ nhất á, là nó đã liền cốt 100% luôn, một mùa rưỡi hơn rồi. Đó, gần hai mùa. Và củ đế và cái gốc của nó, chọt của nó là cỡ cái ngón út của Quỳnh ha, ngón út của Quỳnh đây. Và cây thì nó cao khoảng 36 cho đến là 40 cm, nói chung là 36 cm trở lên. Cây thì Quỳnh chọn lọc những cái cây mà tàn nó tròn, nó kín tàn như thế này, nói chung là có tàn, có chi cành nhánh, để cho cả nhà mình về chăm á sẽ thích hơn. Ở kiểu gốc như thế này ha, mà chúng ta trồng với số lượng lớn, chúng ta trồng với số lượng nhiều thì cái lô này là thích hợp luôn nha mọi người. Ở cây thì nó cành nhánh như thế này đây. Còn nếu mà chúng ta lấy bo thì vẫn có bo nha cả nhà, vẫn lấy bo được mà một ít thôi. Cây thì đó cái tàn nó ra tròn rồi nè, nó cao khoảng 36 cm ha. Thân giữa dáng long luôn á cả nhà, nói chung là thân giữa của nó là ổn luôn á. Rồi cây như thế này là 90.000 một cây ha. Nếu như cả nhà mình lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển, và 10 cây thì em sẽ tặng một cây nha cả nhà. Đó, số lượng nhiều thì bên Huỳnh có gì thì cứ liên hệ trực tiếp với Huỳnh ha. Nhưng mà em cân đổi giá là một cây như này là 90.000, và 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Rồi cả nhà ơi, tất cả thì nó đều có đế, củ nổ nè, rồi lò xo. Đó, củ nó như thế này ha, hoặc là cái kiểu như thế này đây. Đó, nó có nhiều kiểu như vậy. Có những kiểu á, nó cũng đơn giản hơn, và có những cái nó chung hơi sâu dưới này mọi người. Đó, cây thì bây giờ là 36 cm ha, cành nhánh thì tàn Quỳnh thấy là đủ tàn so với cái cây mà một gần hai mùa cả nhà. Đó, cái cây này về ha, chúng ta chăm nó rất là khỏe nha mọi người. Cái đất chất trồng này nè, nó vẫn còn ăn được, nên thành ra là chúng ta chỉ cần tưới dưỡng rễ, hoặc là chúng ta tưới phân cho nó 2 tuần một lần, thì hoặc là chúng ta xịt thuốc á, thì nó sẽ không có cực như là mới ghép thôi, hoặc là ghép được gần năm ha cả nhà. Rồi, cây giá này là 90.000 một cây nha. Ai lấy 3 cây em bao phí vận chuyển, và 10 cây em tặng một nha cả nhà. Bên đây nó cũng có một ông nữa nè. Cây nó tàn ghê không, nó có ôm một vài nụ rồi ha. Cả nhà ơi thích cái loại này thì alo em nha. Hôm trước em có lô 70.000 cả nhà, nhưng 70.000 đó mới ghép được khoảng 6-7 tháng thôi, còn lô này là được 5.5 gần 2 năm rồi cả nhà. Nó cái mối ghép nó liền cốt á cả nhà, nó liền cốt hết rồi nè, thân giữa nè ha. Rồi lô này có e của em là có khoảng 1.000 cây á nha mọi người. Đây cái củ này nở luôn nè cả nhà, đó thân giữa của nó ha. Đây em cho cả nhà mình xem nha. Và cái ưu điểm nữa, cả biết gì cả nhà có biết không, là cái chậu này nè em sẽ gửi cho cả nhà mình luôn. Thì nó nằm ở trong cái chậu như thế này, chậu muỗng như thế này, thì cả nhà mình không có sợ phân nó đổ ra ngoài. Em cũng không cần phải bỏ chậu, nên thành ra cả nhà mình sẽ về nhận được cái chậu như thế này. Rồi cái mình để như vậy mình chăm luôn. Chừng nào cả nhà thấy cái màu chất trồng nó màu đen á, thì chúng ta hãy thay ha. Còn bây giờ là cứ để như vậy chăm thôi. Rồi khi nào mà trồng đất thì mình cứ lấy ra trồng đất ha cả nhà. Đó, cây thì nó như vậy đây. Rồi cả nhà ơi thích cái lô này thì alo cho em nha. Đó, tàn á cả nhà, nó ra cái tàn như thế này nè. Và khi mà em ship cái cây như thế này cho cả nhà mình á, về ở nhà mình cũng an tâm hơn nữa, đóng thùng xốp ha. Rồi đây là Thủ Đức 8 đến 12 cánh, bông của nó khoảng 6 cm,
và cái cánh hoa rất là dễ thương. Rồi em qua một loại nữa cả nhà, một loại nữa là đại lộc. Đại lộc, đây cái lô đại lộc này của Quỳnh Trụ nó tốt, tốt lắm luôn cả nhà, và nụ nó nhiều nữa. Đại lộc này thì liền cốt 100% luôn mọi người, nó ôm nụ nè. Đó. Và tuyển cái hàng này là hồi đó nó ghép á mọi người, là ghép chọn những cái cành mà nó đạt á, những cái bông mà nó không bị đốc á để mà ghép. Đó. Nhưng mà một điều Quỳnh vẫn lưu ý với khách của mình thích đại lộc là nếu như á là nó nhớ về nhiều nguồn cội á thì nó cũng có thể là bị năm cánh nha mọi người. Nhưng mà chúng ta về thì chúng ta sẽ thấy được mặt hoa của nó, những cái nụ này nụ kim nhóc luôn nè mọi người. Đó, thì cây này nó liền cốt được liền cốt coi như là 100% luôn á cả nhà. Đó, đế rất là đẹp luôn, cành nhánh thì tùm. Cây này cao bây giờ là khoảng gần 4 tấc hết rồi mọi người. Đó, gần 4 tấc ha. Đây cả nhà thấy không, rất là đẹp luôn. Rồi cây như thế này thì cả nhà mình về chăm sẽ rất là khỏe luôn nha. Đó, đại lộc, ai mà thích đại lộc thì alo em liền cái lô này nha, quá đẹp, rễ đẹp lắm cả nhà. Rồi cái đế nè, đế quái ghê luôn chưa. Đó đây cả nhà, đại lộc ha. Rồi và cây như thế này thì 130.000 một cây nha mọi người, 130.000 một cây. 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây thì em sẽ tặng một ha. Đó, liền cốt 100% rồi, củ đế nè cả nhà. Đó, 130.000 một cây ha. 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Đẹp lắm mọi người, cứng cáp rồi. Cái này về trồng đất cũng rất là ok bởi vì nó liền cốt 100% rồi cả nhà. Ở đây là đại lộc nha. Em qua một loại nữa. À, siêu nụ nè. Siêu nụ này của Quỳnh á là 100.000 một cây nè, đế rất là đẹp. Và cây thì cao 4 tấc rồi, về chúng ta cũng lấy bo được ha. Nó nhỏ hơn, nó ít tàn hơn cái loại 125 tí thôi cả nhà, nhưng mà cây nó rất là khỏe luôn. Đó, cây nè cả nhà thấy nè. Rồi có 100.000 cây ha. 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển, 10 cây em tặng một nha. Đây là giảo siêu nụ. Còn một cái loại giảo, một cái loại giảo Phú Tân nữa. Phú Tân, à Tân Châu đi mọi người, một loại giảo Tân Châu. À, một cái loại Phú Tân á thì nằm bên kia rồi, đợi Quỳnh tí xíu Quỳnh quay. Còn cúc mà cúc Tân Châu 24-36 cánh á, Quỳnh nói lộn nha cả nhà. Đây, cái này là cúc Tân Châu 24-36 cánh. À, cái lô Phú Tân nằm bên kia rồi, giờ Quỳnh quay cái lô Tân Châu trước cho cả nhà mình. Đây cả nhà, cây thì nó cao cũng khoảng cỡ là gần 4 tấc nha. Đó, tùm nhánh luôn, một liền cốt 100%. Và cái chọt của nó thì cỡ như là nhỏ hơn ngón út của Quỳnh tí xíu. Đây, cỡ ngón út chứ. Đó, là so. Đa số là cái có củ đế hết nha mọi người. Đây, nó nằm, nhiều khi nó nằm sâu ở phía dưới á. Đó. Rồi, cây này là Tân Châu, liền cốt 100%, cũng khoảng một mùa rưỡi luôn. Loại này cao 40cm, cành nhánh thì xum xê luôn. Đó cả nhà. Đó, chỉ có 125.000 một cây nha cả nhà. Và ai lấy 3 cây em bao phí vận chuyển ha. 10 cây thì em sẽ tặng một củ đế nè. Những cái loại mà liền cốt như thế này về chúng ta chăm nó khỏe, và đặc biệt là chúng ta sẽ không có khó chăm ha. Cây mạnh như vậy, nó cứng cáp như vậy nè, lấy bo mà cây nó vẫn còn nguyên được. Còn nếu như không lấy bo chúng ta nuôi cũng khỏe luôn. Chỉ có 125.000 một cây, 3 cây em bao phí vận chuyển cho mình và 10 cây thì em sẽ tặng một. Rồi khách mến ơi, nếu chúng ta thích loại Tân Châu này thì alo em nha. Và xin nhắc lại á, là cái này là cúc Tân Châu nha cả nhà, 24-36 cánh. Còn một loại Phú Tân nữa. Phú Tân đâu ta? Phú Tân nãy để đâu? À, đây cả nhà. Trời, phải đi ngược qua đây. À, Phú Tân á thì đâu trời ơi, mấy em sắp vô rồi mà em đi kiếm quá trời quá đất luôn. Đây Phú Tân nè mọi người, cái loại này á là nó liền cốt rồi, cây nó liền cốt được 100% luôn á cả nhà. Đó thì cái loại này cũng 125.000 một cây nha cả nhà, 3 cây em bao phí vận chuyển nha. Còn cái loại mà 100.000 thì nó liền cốt mới có 50% mà em cũng còn nè ha. Đó, hai cái loại này cả nhà nhìn thấy nó khác nhau nha.
À, khác nhau về cái độ liền cốt nè, khác nhau về cành nhánh luôn nha cả nhà. Để thôi, hổm em có cái lô lộn với cái lô 100.000 ha. Rồi ai thích cái này thì alo em nha, một cặp là 250, 3 cây em bao phí vận chuyển cho mình. Phú Tân này số lượng em cũng có khoảng cỡ 1.000 cây nha mọi người. Đó, Phú Tân nè, loại này thì chịu lạnh tốt á, 125.000 cây. Bổ đế nha. Rồi em xin phép kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau ha. À, rất là nhiều cây nữa nha cả nhà, nhiều loại lắm. Cả nhà mình bấm kênh đăng ký thì sẽ lưu giữ được cái kênh của mình và cả nhà mình khi muốn xem á cũng dễ hơn. Rồi em kết thúc video ở đây ạ.